Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn vào bếp làm món thai heo quấn thịt một vỉ nấm hương. Nguyên liệu mình chuẩn bị là một cái tay heo và 200g cái thịt má đào các bạn ạ. Cái thịt này nó ở bên cạnh cái lưỡi. Cái thịt này nó có những cái gân gân này thì khi luộc lên mình ăn nó rất là mềm và ngon. Và một củ hành khô mình đã đập dập băm nhỏ và 1/2 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cà phê hạt lên và 1/2 thìa cà phê đường. Cái này hai teo, hai cái tai nấm mèo, 5 cái nấm hương, 1 củ hành khô mình đã đập dập, 3 nhánh sả mình cũng đã đập dập, và 1 ít cái lạc này mình đã tước nhỏ này các bạn. Cái tay heo này thì mình đã rửa rượu với muối với lại gừng rửa sạch, mình đã để ráo và bây giờ mình sẽ cho vào nước sôi mình trần qua đi các bạn nhé. Sau khi cái phần tay heo này mình đã sơ chế và mình đã rửa nước lạnh sạch đi rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bước gia vị để mình quấn các bạn nhé. Chín rồi nó ngấm ra cái thịt tai này rất là thơm các bạn nhé.
trong khóa quấn thì đầu tiên là các bạn sẽ quấn sơ qua các bạn ấy. Mình bật bếp, mình đặt cái xo này cho nước vào và mình sẽ cho cái chỗ hành khô này và cái củ sả này vào trong xo các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho cái trông rất là ngon các bạn, cái tai này. Nay mình ra mình mua 2 chiếc nhưng mà hết mất rồi, còn có 1 chiếc thôi. Mình tạm một chiếc. Khi nó sôi thì mình sẽ đậy bung lại và mình đun luộc tầm 20 phút là được các bạn nhé.
cho nó sôi lên, và mình sẽ đặt đồng hồ tầm 20 phút là được các bạn. Và bây giờ là cái nồi luộc này nó đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ giảm lửa đi ở mức vừa phải thôi các bạn nhé. Và mình sẽ để 20 phút là được các bạn nhé. Sau khi mình đã luộc được 20 phút rồi thì bây giờ mình đặt đồng hồ 20 phút và đã tắt bếp, và bây giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra các bạn nhé. Chín rồi đây các bạn. Mình quấn nó vẫn là chắc nguyên đây các bạn. Và bây giờ mình sẽ để ra cho nó nguội, xong rồi mình sẽ lại buộc quấn lại dây cho nó chắc lại các bạn nhé. Đây, sau khi mình vớt ra và mình đã để nguội rồi, và bây giờ mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm, mình sẽ quấn lại, xong mình buộc dây để cho nó chắc lại các bạn nhé. Đây. Cho màng bọc thực phẩm này. Sẽ quấn lại. Mình sẽ lấy ra. Đây mình sẽ quấn lại cho nó chắc các bạn nhé. Đến khi mình thái là rất là dán các bạn. Quấn tí này. Và bây giờ mình sẽ lấy cái dây chỉ này, mình lại quấn ngược lại các bạn nhé. Thì để đến lúc khi mình cho vào trong tủ nó nguội rồi, mình bóc ra thì nó rất là chắc các bạn. Khi mình thái nó sẽ không bị vỡ, mà nó thành một cái khoanh rất là chắc luôn. Vớt ra để nguội xong rồi mới quấn cái màng bọc thực phẩm các bạn nhé. Khi luộc thì nó sẽ bị mềm ra, và bây giờ mình sẽ để nó hơi nguội rồi là mình sẽ quấn lại cái này, thì nó sẽ khi cho vào trong tủ lạnh thì nó sẽ đông lại và nó chắc. Khi mình thái nó rất là chắc. Đây, sau khi mình đã quấn xong ở đây các bạn này, rất là chắc và ngon luôn. Và bây giờ mình sẽ mang bỏ trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng các bạn nhé. Càng để lâu thì càng ngon các bạn ạ, càng để lâu thì nó lại càng chắc vàng. Mà đến lúc thái thì ăn nó rất là dẻo và ngon. Vì cái bì này bây giờ lúc còn nóng là nó sẽ mềm, khi cho vào trong lạnh là nó sẽ cứng lại này. Đấy, mình quấn lại như thế này thì đến lúc mình thái nó chắc, còn nếu không quấn lại thì lúc khi mình thái nó sẽ bị vỡ, nó sẽ tách cái giữa cái thịt và cái tai này, nó không dính vào nhau các bạn nhé. Đây, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 tiếng các bạn nhé. Đây, sau khi mình đã để tủ lạnh được 3 tiếng rồi đây này, bây giờ mình cho ra, mình sẽ cởi dây ra, rất là rắn chắc các bạn. Sau khi mình đã tháo cái dây ra rồi, đây này, rất là rắn chắc các bạn.
Bây giờ mình sẽ thái các bạn nhé. Đầu bên trên cùng này nó hơi bị mỡ. Vậy là mình đã hoàn thành xong món tai heo quấn thịt nấm hương mục nhĩ, rất là ngon và bắt mắt các bạn ạ. Món này thì làm rất là đơn giản và nhanh các bạn ạ. Nếu mà các bạn làm ngay từ hôm trước xong các bạn để trong tủ khi ăn thì các bạn bỏ ra thái, rất là nhanh và rất là ngon. Chúc các bạn vào bếp ngon miệng và thành công với món tai heo quấn thịt nấm hương mục nhĩ này nhé. Chào các bạn.